số. Chào mọi người, mình là tên Lý Kim Nguyễn, mình từ Mỹ. Mình về đây là chủ yếu là chỉ chọn lô phê để mà làm mũi thôi, về chỉ có 13 ngày. Nhưng mà mình có nói chuyện phỏng vấn qua với bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là ok làm được, cho nên là về được có 13 ngày để làm mũi. Nhưng mà bác sĩ cho cái mũi của mình rất là hài lòng. Phô mũi màu chị cũng hài lòng hết. Nhưng mà cái nào cũng đẹp hết, cho nên là chị nhất định phải chọn ngay nu phê. Sống mũi cao mà rất tự nhiên, mà nhìn giống tay nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái mặt chị khác nhìn giống tay rồi đó. Cũng nhờ con cảm ơn bác sĩ. Thay đổi rất là nhiều cái khuôn mặt của chị. Chứ cái mặt bây giờ nhìn khác xa luôn, lên sống mũi là nhìn khác liền. Sống mũi chị hồi xưa thì nó hơi thấp, chứ nó lại đầu mũi nó hơi vắn, nó hơi đẹp. Xin ông xã đó. Sửa mũi ông xã cứ nói sợ đau, nhưng mà tới chừng sửa rồi thì không có đau. Nhưng mà bác sĩ nó cho cái mũi này rất là hài lòng. Nhìn cao tự nhiên nữa. Nghe bác sĩ y tá làm gì, đang làm cho mình, nhưng mà chị nghe nhưng mà bình thường không đau. Cái vết thương thì bình thường, sửa xong rồi bắt đầu vài tiếng sau thôi, là một tiếng thôi là sẽ về nhà rồi bắt đầu mình tự vệ sinh. Thì một ngày sau qua mới tới đây, rất là tận tình, hài lòng, nhưng mà vui vẻ. Nhưng mà chăm sóc chị rất là thích. Không có gì mà không hài lòng hết, từ phỏng vấn, từ lên bằng mổ, từ cắt chỉ, từ mà xong hết hoàn thành cái ca này của chị là chị rất happy, là tuyệt vời cho New Phê. Chị có mấy đứa bạn chị làm ở New Phê, nhưng mà chị nhất định chị chọn New Phê thôi. Có nhiều người bạn làm đây giới thiệu chị tới với chị, coi trên mạng đó, bác sĩ để trên mạng quay trực tiếp đó, theo dõi rất là thích lắm, lên cái live stream nào cũng là để ý coi theo dõi hết. Nhưng mà chấp nhận làm rồi, bây giờ 13 ngày thôi chị sẽ 3 giờ làm nó mũi. Xuống mũi 12 giờ đêm 2 giờ té ghé bác sĩ là làm mũi luôn. Nhiều người thấy cái mũi ai cũng khen đẹp, hỏi chị số điện thoại. Đúng đang hồi hộp là trở về gặp bên gia đình người thân bên bển, ý là chụp hình thôi đó, mà còn thấy cái gương mặt chị rất là khác lạ. Còn này về gặp mặt tận mặt nữa không biết như thế nào nữa đây. Giờ chị thấy chị rất là lạ luôn, tới chồng chị nói còn thấy lạ mà. Làm xong cái mũi mà rất là an toàn, không mũi không sưng, với lại cắt chỉ đồ lành hết rồi. Bây giờ là tối nay 11 giờ chị sẽ bay về Mỹ trở lại. Cái bác sĩ nu phê này sẽ làm chiếc mũi đẹp thôi, không có đau, nhìn rất tự nhiên, nhìn rất tây nữa. Cái điểm thích nhất là kéo đầu mũi cao ra, với lại cái mũi của chị mình nhìn nó khít lại, nó không có bị lộ sống, với lại không bị hở đường như này, cái mũi rất là khít. Với lại nhìn từ trong đây đưa ra chứ không phải mà nhìn từ cao trên xuống, nhìn rất là tự nhiên, chị rất là hài lòng cái đó. Cho nên sẽ chọn nu phê để mà làm mũi. Chồng chị rất là happy. Nói làm cái mũi sao mà nhìn thấy lạ quá. Nói trời ơi, trước khi mà chị chưa tháo nẹp, chị trên đường về chị nói chuẩn bị vô tháo nẹp thế nào xong rồi chị chụp hình xong, chị nói trời ơi, nhìn hết ra vợ tôi rồi. Nhìn quá lạ luôn. Nói bác sĩ này mắc tay quá, nhìn vợ tôi là nhìn cái mặt lạ liền. Phải về đúng nơi, chọn đúng nơi trúng chỗ nu phê mà là rất an toàn, mà tự tin. Bây giờ tối nay chị ba về Mỹ, chị rất là happy với sống mũi của chị. Chị làm ăn, đối diện nói chuyện với người ta này nọ, giao tiếp với người ta chị cũng rất là happy. Thế là chị hài lòng. Cũng gửi lời cảm ơn bác sĩ đã tư vấn kỹ. Cảm ơn tất cả nhân viên mình đã ở trong đây luôn nữa. Phục vụ rất là hài lòng. Cho thiêu vay năm sau luôn.